những năm thánh công, thiên tử cai quản thần đô. Các nước lân bang đến chầu lệ. Trong thời thịnh thế, luôn có sóng ngầm dục dịch. May thay có đại lý tự, trông coi hình ngục trong thiên hạ, phân rõ trắng đen. Nào ngờ, ba năm trước, đại lý tự khanh bị hành thích mất mạng. Từ đó đại lý tự cũng suy tàn. Thế cục càng thêm nguy ngập. Hiện tại, thần đô lại có lời đồn yêu quái mèo giết người đang xôn xao. Hay lắm, khách quan tới đây. Khách quan vào đi, tới chơi đi. Để nô gia tiếp đãi ngày thật tốt. Khách quan, khách quan, mau cho ta ôm cái nào. Sao lại dừng rồi? Đại nhân, phải qua cầu. Qua đi, đại nhân. Chỗ này có hơi kỳ lạ. Đại nhân, con ngựa cũng hơi bất thường. Hay là chúng ta quay lại lầu xanh trước hả? À? sương mù thế này, sao lại lạ thế? liên quan gì đến nàng? chờ bên trong đi. sắp tới giờ giới nghiêm rồi, đêm nay ta làm việc. chẳng phải chỉ là một làn sương mù thôi sao? qua đi. vâng đại nhân. lão cố. Chờ ta. Ta không tin tà ma gì hết. Lão cố. Lão cố. Lão cố. Đại nhân, ngài đừng bỏ mặc ta. Nàng ra đây làm gì? Mau về đi. người chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã cảm ơn cảm ơn nhé đừng đóng đừng đóng lợi hại quá hay 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 lại lần nữa lại lần nữa bánh đường. Bánh bao. Bánh bao mới ra lò đây. Ông chủ cho một cái. Được. Đây. Hay, hay, hay. Bánh bao, cảm ơn nhé. Bổ thì chút đi, cho chút đi, cho chút đi. Con linh miêu này to hơn cả con ở chỗ ta, còn đẹp nữa. Bé gái, muội không sao chứ? Có đau ở đâu không? Có đau ở đâu không? Trời sắp tối rồi, sao muội còn chơi ở bên ngoài thế? Muội tên là gì? Cẩn thận kẻo ngã. Kinh đô khí thế thật đấy, bé gái còn chạy vui hơn chỗ ta nữa. Tiền của ta? bánh bao của ta bé gái bé gái là tên trộm đừng có chạy tên trộm kia đừng có chạy xem này xem này hay hay xuống đi đừng cản đừng cản ta đừng cản Ngươi xuống đây. Tránh ra, tránh ra. Ngươi đừng có chạy. Đứng lại. Tránh ra, tránh ra. Đi nhờ. xin lỗi đứng lại đứng lại người đừng có chạy người đứng lại đừng chạy đứng lại đó đi đi linh miêu à mi làm gì ở đây thế đây là cái gì đẹp quá đây là thứ gì thú vị quá ai đánh rơi thứ này ở đây vậy lại cái gì nữa đây đây là máu my cũng giỏi thật đấy đây lại là ý gì nữa ôi má ơi Mì còn biết viết chữ à? Nhưng nhưng ta không biết chữ. Đây là cái gì, linh miêu à? Vậy mì giỏi quá đi, linh miêu à, linh miêu à, linh miêu à hai vị quan khách đi thông thả nhé, uống ngon lại ghé nhé. Đi từ từ, đi từ từ. Muộn rồi, quán đóng cửa rồi, để hôm khác nhé. Bà chủ, bà có nhìn thấy một cô bé... Không nhìn thấy, không nhìn thấy, ở đây. Muội ăn bánh bao của ta thì thôi, lại còn trộm tiền của ta. Cô bé, muội 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 con bé này, ta còn đang tự hỏi bánh bao con cầm lấy ở đâu ra. Con còn lấy tiền của người ta phải không? Thôi bỏ đi, bỏ đi, bà chủ, cô bé còn nhỏ quá. Từ sau, muội tuyệt đối không được lấy trộm đồ của người khác nữa đấy, đặc biệt là không được trộm tiền biết chưa? lấy tiền ra đây. khách quan, đúng lúc quán của bọn ta đóng cửa, dù sao cũng không đón tiếp khách khác. ta lấy cho ngài một bát rượu ngon coi như thay tiểu nha nhận lỗi. không cần không cần đâu, đừng khách sáo, không cần không cần không cần thật. ai đây? quá đóng cửa rồi. không không tiếp khách làm sao được Há chẳng phải thất lễ với quý nhân Vị khách quan này thật khí thế Ngài từ đâu đến vậy? Mời ngồi, mời ngồi Ngồi đi, ngồi đi Nào, nào, nào Ngồi đi Ta là Hoàng tử Ba Tư Bạn bè từ phương xa đến Không dễ chào hỏi Vị này là Hoàng tử Ba Tư từ xa đến Sắp tham gia lễ cúng tế tháng riêng vào vài ngày nữa Nếu sơ suất Bà sẽ không chịu nổi đâu Giấu đầu hở đuôi ngươi đánh chống lảng là được rồi tiếng quan thoại của vị quan nhân này nói thật là đặc biệt thật sao nói vậy quan thoại cấp 8 của ta có hy vọng rồi quan quan thoại cấp 8 là gì vậy kiến tiếng thôi đây là bí mật vương thất bà bớt dò hỏi lại hoàng tử điện hạ đi đường xa vất vả ta mang chút rượu ngon lên cho hai vị ngài xem hoàng tử ngày tháng còn dài mà ngươi làm gì thế ngài ở đâu đến đấy tóc vàng mũi cao mắt của ngài sao còn là màu vàng ngươi chưa từng gặp người nước ngoài à ở kinh đô nhiều người hồ lắm ngươi đừng kinh ngạc nhưng ta chỉ tò mò tóc của ngài mọc kiểu gì thế còn cong cong xoăn xoăn nữa này sao còn như diệp công thích rồng thế nhìn thôi đừng sờ vào hai vị quan nhân nào rượu ngon đến rồi đây bên ngoài trời lạnh uống rượu cho ấm người nào Mau uống đi. Uống đi hai vị khách quan. Vị khách quan này bên ngoài mát mẻ không? Mát mẻ? Vậy ngài chỗ nào mát thì ở chỗ đó đi. Được. Hai vị khách quan không vấn đề gì, uống đi. Bà chủ, bà chủ, ta có việc muốn nói với bà. Trong lùm cỏ trước cửa có bộ y phục, là của ai thế? Đó là y phục cũ của nô gia, vốn định vứt đi, có lẽ bị mèo hoang nhặt về. Nhưng y phục đó có máu. Chuyện là sao? Quanh đây có rất nhiều mèo hoang, hai hôm trước ta bị mèo hoang rượt, sau đó bị cao vai nhát. Hai vị khách quan, uống đi không vấn đề gì làm ấm người còn linh miêu đó quả thư khá hiểu tính người sao có thể cào người được bà chủ đợi một lát ta tìm một thứ cho bà bà chủ trước khi rời thôn ta chỉ mang theo thứ này nói không chừng hôm nào đó sẽ dùng đến cây này chữa vết mèo cào rất tốt cây này để uống cây này bôi ngoài ở thôn ta mèo cào chó cắn là chuyện như cơm bữa bà mau dùng đi tiểu ca vừa nhìn đã biết ngài là người tốt không làm ngài chậm trễ lên đường nữa. Vậy ta đi đây, đi từ từ, được. Không đúng, không đúng. Lại sao nữa, còn còn một việc. Ngài nói đi, pháo hoa. Pháo hoa gì? Trong y phục trước cửa có pháo hoa. Mới đầu ta không biết đó là gì, sau đó đã bắn nó lên, Ba chủ, hai người kia ôm theo đao. Ta sợ họ là kẻ cướp. Kinh đô, sao mà loạn thế? Hôm nay đừng ai hòng rơi khỏi đây. kẻ cướp này. Ta là bình sự đại lý tự Alibaba. Ta là ti trực đại lý tự tôn báo. Đặc biệt đến đây bắt ngươi quỳ án. Còn không dơ tay chịu trói. Đại lý tự sao sợ rồi à? Những người bị ngươi bắt đâu? Ngươi làm gì đấy? Ta, Ta không phải là kẻ xấu, ta không phải kẻ xấu, ta biết ngươi không phải là kẻ xấu, ngươi phải làm nhân chứng, phá được vụ án này ai nhìn thấy cũng có phần. Đó không phải là con bà sao? Con cái gì, chẳng qua là tên trộm nhỏ, ta dùng để dụ khách thôi. Đừng động đậy. Đồ bỏ đi. Bà bỏ dao xuống. Tỏ vẻ anh hùng chứ gì. Vậy ta lấy người khai đao trước. Người bỏ dao xuống. Linh Miêu. Súp sinh. Đừng động đậy. Hai người phá án như vậy à? Thượng quan Thiếu Khanh Sao, sao người lại tới đây? Nhìn cách các người ăn mặc đi Nào có ra dáng quan sai của đại lý tự Đúng là ngu xuẩn Ta, ta Thiếu Khanh đại nhân Người đừng chọc cho hắn kích động nữa Hắn không chịu đựng nổi sự kích thích của người nhất Hôm nay quả thực là một ngày xui xẻo Bỏ ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi pháo hoa báo tin ở cửa đại lý tự cũng là các ngươi bắn, cũng chưa quá ngu xuẩn biết chừa đường lui cho chính mình. Dẫn đi hết cho ta. Linh miêu. Mèo. Trần thập. Ta nói cho ngươi biết, đây là nơi đại lý tự sáng tỏ đen trắng xét xử vụ án và đưa ra hình phạt. Ngươi phải khai đúng sự thật, nếu nói dối, nhất định không tha cho người. Ta nói rồi, ta không nói dối. Là người cứ ở đó bóp. Còn bảo không nói dối. Người nói, mèo biết viết chữ. Không nói dối mà. Ta cũng không biết viết chữ. Chỉ là nhìn thấy giống... Nhìn thấy giống cái gì? Ta không biết chữ. Chỉ nhìn thấy giống. Không hề nói dối đâu. Chữ gì? Ta nhớ đại khái hình như... Hình... 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 Hình như... đại nhân hình như là chữ đi cần ngươi nói chắc nói như ngươi thì pháo hoa truyền tín hiệu của đại lý tự ta cũng là con mèo linh miêu này bắn đại nhân cuối cùng người cũng tin ta rồi Hoàng đường đại nhân bất giận phương thất đúng lúc ta muốn hỏi ngươi chuyện hai người này là sao thực ra đại nhân chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thích gõ kinh đường mộc, tháng này gõ hỏng bốn miếng rồi. Đúng thế thật, thượng quan thiếu khanh thích nghe tiếng vang có phải không? Vài ngày nữa tháng riêng ta mua ít pháo. Bẩm đại nhân, từ tháng 6 năm ngoái ta được báo tin có người vùng khác mất tích bí ẩn ở kinh đô. Ta nghi ngờ có người trốn trong phố chợ, chuyên chọn người vùng khác để chặt tay chân người sống lấy nội tạng của họ, che giấu và buôn bán người, giết người cướp của, tội ác tây trời ta nhận được một nguồn tin báo kẻ gây ác rất có khả năng là một đôi nam nữ trộm cắp. Để phá vụ án này, ta đã lập một kế hoạch chi tiết mà lại chu đáo chặt chẽ. Vẫn là hắn, bịa giỏi đấy. Nói tiếp đi, ta có căn cứ và thông tin tổng hợp trước khi mất tích của người mất tích. Về cơ bản đã xác định được khu vực mất tích là ở đâu đó trên con phố đó, nên ta quyết định dụ rắn ra khỏi hang. Thôi bội, ngươi nói xem. Sáng sớm hôm qua, Minh Kính Đường nghị sự. Vương Thất nói, tôn báo Alibaba, để phá án, hai người đi làm mùi nhử đi. Alibaba nói, sao ngươi không đi? Tôn báo nói, đúng thế. Vương Thất nói, ta phải ở lại, ứng phó thượng quan thiếu khanh. Còn người thượng quan thiếu khanh nhìn thấu mọi việc, không chấp nhận bất cứ sự vô lý bất công nào. Thôi bội, ta đã nói đừng nhớ những thứ vô ích rồi con gì. Đại nhân, kế hoạch của ta là thế này, bảo tôn báo và Alibaba đóng giả con mồi béo bở lắm tiền, dụ đôi nam nữ trộm cắp ra tay. Còn ta tóm gọn bọn chúng. Ngươi bảo ta là hoàng tử. Ngươi đừng có mơ. Ta bảo ngươi đóng giả hoàng tử nước Ba Tư. Tôn báo thì... Ngươi có thể đóng giả. Ngươi hầu của hoàng tử. Ngươi hầu. Còn thôi bội. Ngươi có thể đóng giả tiểu thư đồng. Ta người có chắc không? Mùng 8 tháng 10, trên đường hồ tứ áp giải trọng phạm đi qua Minh Kính đường, ta đứng trong đó rửa nghiên, nghiên đài tuột khỏi tay, rơi trúng hồ tứ, hồ tứ hôn mê 3 ngày, trọng phạm bị hồ tứ đè ngã gãy cánh tay, đến giờ chưa lành. Mùng 5 tháng này, Alibaba mời ngươi, ta, Tôn Báo sự tiệc ở túi tiên cư, ta vừa ra khỏi đại lý tự. Đúng là kỳ lạ thật. Vào mùa đông rồi mà đột nhiên trời mưa to như vậy, vừa mưa vừa có tuyết, liên tục 2-3 ngày. Nước sông Hộ Thành trào cả lên. Ta và Alibaba ướt như chuột lột, suốt cao suốt mấy ngày. Vương thất thì không việc gì. Đừng, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vừa nhắc chuyện này là ta lạnh khắp người. Là ta thiếu suy nghĩ rồi. Thôi bội, vậy ngươi đừng đi nữa. Bản lĩnh mây đen che trời mang tay họa của ngươi. Các ngươi rất có khả năng một đi không trở lại. Không cẩn thận là chết chung với bọn cướp kia. Vậy Alibaba tôn báo, một hoàng tử một người hầu cũng đủ rồi. Ta đóng giả hoàng tử, chẳng phải là không liên quan gì đến nhau. Muốn kết tội không cần lo không tìm được một lý do thích hợp sao? Dù sao, người cũng có nhiều tiền. Mua một bộ trang phục, thỏa nguyện làm hoàng tử một lần. Có gì không tốt? Sắp đến lễ cúng tế tháng riêng rồi, nói không chừng có một vài hoàng tử ngoại bang đến góp vui. Hòa thượng từ nơi khác đến biết niệm kinh. Đám buôn người kia nhìn thấy con mồi béo bở một cái, chắc chắn sẽ không nhịn được mà ra tay. Với lại, sắp kiểm tra, các ngươi không muốn lập công to, giúp Minh Kính Đường chúng ta nở mặt trước mặt Thượng quan Thiếu Khai Ngư. Còn nữa Alibaba, ngươi nghĩ xem, ngươi mặc một bộ y phục của hoàng tử nước Ba Tư. Các người nói gì đấy? Sao sao hắn không thu tiền? Người ba tư bọn ta hiếu khách, tính như thủ túc. Ông chủ là người tốt, đi thôi. Làm gì đấy? Không phải, ngươi... Ta... ta trả tiền rồi, ngươi yên tâm đi. Đi thôi. Bên này. Nắm trong tay hai tên phạm nhân quan trọng, xuất hiện trước mặt thượng quan Thiếu Khanh, Oai Phong biết bao. Ta bằng lòng. Ta sẽ phối hợp. Đại nhân, kế hoạch này tuy nói ra đơn giản nhưng vẫn rất thành công. Nếu thực sự thành công, còn cần bổn Thiếu Khanh thu dọn tàn cục cho các ngươi sao? Dù thế nào cũng bắt được nghi phạm rồi, Vương Thất không dễ dàng gì nhỉ. Lần đầu tiên minh kính đường các ngươi coi như phá được một vụ án. Còn muốn giành công? Muốn. Không muốn. Không muốn. Muốn. Nhưng ta thấy vụ án của các ngươi nếu không có tên Trần Thập. Nếu không có tên Trần Thập và con mèo kia, e là cũng không phá được. Thiếu Khanh Đại Nhân không thể nói vậy. Tuy con mèo kia giúp bọn ta không ít nhưng... Nhưng phá được vụ án này vẫn phải dựa vào kế hoạch chu đáo chặt chẽ mà lại chi tiết của ta ta vẫn còn nghi ngờ vụ án này nếu thực sự như trần thập nói hắn vô tình bị cuốn vào vậy một con mèo có thể làm nhiều việc đến như vậy ư con linh miêu đó quả thực rất giỏi ta cũng chưa từng gặp con mèo nào thần kỳ như vậy thần kỳ đến mấy cũng vẫn là mèo bắt về chưa ở trong lao ở trong lao bẩm đại nhân ở trong lao được vậy áp giải hắn xuống đi được hắn hắn là người tốt nhưng hắn là người tốt mà người tốt thực sự không phải ta vương thất không phải đại nhân vì sao lại thế một con mèo biết xử án biết viết chữ làm được nhiều việc như vậy nếu không phải trần lập nói láo thì là có người khác sai khiến ta nghi ngờ không chắc chắn có điều gì không thật ở đây không thật cái gì không thật những lời ta nói đều là thật đại nhân ta hai người họ có thể làm nhân chứng đúng làm chứng lời của các ngươi thì đáng tin sao hai năm rồi nhỉ minh kính đường các ngươi chưa phá được vụ án nào đàng hoàng ấy thế mà đúng dịp tháng riêng quan lại đại lý tự kiểm tra phải cắt giảm người các ngươi lại phá được vụ án Ai biết được các ngươi có dở trò gì không? Mặc dù hai phạm nhân đều đã xa lưới, nhưng cũng rất khó tính là của minh kính đường các ngươi. Ta khuyên các ngươi bớt làm những việc không chính đáng đi, dành tâm tư cho những việc đúng đắn. Đại lý tự không nuôi kẻ nhàn rỗi, không phải đại nhân. Người hơi cố ý chĩa mũi nhọt vào bọn ta rồi. Ngươi nói gì? Đại nhân nhìn thấu mọi việc, được rồi, vậy áp giải hắn xuống đi. Vâng vâng. Đi thôi. Ta là nhân chứng mà. Đi thôi. Tiếng gì đấy? Nghe ghê rợn thế. Ta không biết, ta cũng không muốn biết, đừng hỏi ta. Là con linh miêu đó đó. Linh miêu Cả người tự vào đi Linh Miêu Mi ở đâu Linh Miêu Linh Miêu Như này Linh Miêu Linh Miêu Là ta Linh Miêu Linh Miêu Đừng sợ đừng sợ Là ta Linh Miêu Là ta Linh Miêu Sao Linh Miêu hung dữ thế? Nó bị kẻ buôn người đánh thuốc mê rồi. Đừng sợ Linh Miêu, bằng hữu. Lại đây, lại đây. Sao thế? Tay, tay, tay. Sao thế? Xin lỗi, đợi vụ án có kết quả, sẽ lập tức thả ngươi ra. Kịch giả làm thật, đảo lộn đen trắng. Hắn cũng không có cách, chỉ có thể như vậy. Quan gia rốt cuộc vì sao lại nhốt ta? Bằng hữu, người có phải là người tốt không? Ta là người tốt, là người tốt thì phải rồi. Chỉ cần ngươi là người tốt, có nhốt hay không đều không thay đổi được sự thật này, đúng không? Ngươi yên tâm, đại lý tự sẽ không đổ oan cho người tốt, cũng không tha cho kẻ xấu. Tôn báo, đi thôi. Có lý nhốt thì nhốt đi tôn báo cẩn thận vậy thì đắc tội rồi ta chưa từng thấy con mèo nào hung dữ như vậy nó cứ kêu suốt thì phải làm sao quan gia hay là ngài nhốt hai bọn ta chung đi ta và linh miêu làm bạn với nhau được không được thôi đi đại nhân đôi nam nữ trộm cướp kia đều đã thẩm vấn rồi, quả thực có việc đó. Được. Nếu lời hội vương thất nói là thật, thì có thể kết án rồi. Những việc còn lại, người sai người đi làm là được. Cũng coi như một công trạng. Vâng, thuộc hạ rõ. Tuyệt đối không thể để đám tiểu tử minh kính đường cấp công lao. Nếu như vậy, ta... Minh kính đường cũng là đại lý tự khanh trước đó sáng lập cũng từng huy hoàng một thời. Chỉ tiếc, sau khi đại lý tự khanh trước đó mất, người thì đi, người thì nghỉ hưu, như rắn mất đầu. Nếu không xảy ra chuyện đó... Bắt lấy! vậy mà lại là một đám ngu xuẩn đến khó bước lên điện trang nhã phải rồi con mèo bọn họ đem về đã nhốt cẩn thận chưa rồi ạ à, ta nghi ngờ con mèo này liên quan đến một vụ án kỳ lạ khác ý đại nhân là vụ án yêu quái mèo giết người sao đúng vậy thiếu khanh đại nhân nói thật gần đây ta có nghe được không ít lời đồn đại trong giang hồ nhưng vụ án yêu quái mèo giết người này rốt cuộc là như thế nào mười ngày trước giữa đêm khuya bên bờ sông hộ thành phát hiện một cô nương toàn thân run lẩy bẩy ai ở phía trước đấy nửa đêm rồi sao còn đi lang thang không về nhà có yêu quái cô nói cái gì có yêu quái có yêu quái yêu quái mèo yêu quái mèo giết người rồi yêu quái mèo giết người rồi yêu quái mèo giết người rồi từ lúc đó tin tức về vụ án yêu quái mèo giết người đã chuyển đi khắp nơi nhưng mà chỉ dựa vào lời nói từ một phía của cô nương đó cũng không thể kết luận là yêu quái mèo giết người được cùng lắm là quan viên bị mất tích ta vẫn chưa nói xong mà sau đó một canh giờ ở cổng chu tước Người đâu? Người đâu? Lính gác cổng thành phát hiện một thi thể trên mái tre cổng thành. Chính là quan viên mất tích trên cầu Ngu Hậu. Quan gia! Linh Miêu! Việc sắp thành mà lại hỏng. Việc sắp thành mà lại hỏng. Alibaba, ngươi đừng có ở đây tỏ vẻ kỳ quái với ta. Ai mà biết được Thượng quan Thiếu Khanh có thể làm như vậy. Hơn nữa, lúc Thiếu Khanh giam giữ trần thập, ta cũng không thấy ngươi nói gì mà. Trước mặt Thượng quan Thiếu Khanh, ngươi là ti trực của Minh Kính Đường, còn ta chỉ là một bình sự, ngươi mới là người phụ trách của vụ án này. Lúc ngươi trả lời Thượng quan Thiếu Khanh, nếu ta chen vào một cách bừa bãi, thì không phù hợp với lễ nghĩa không nhìn điều sai không nói điều trái được rồi ba ba lúc này thì đẩy ta ra làm lá chắn chứ gì còn ngươi nữa thôi bội bình thường ngươi chẳng nói chẳng rằng vậy mà cứ mở miệng là đâm ta một nhát thế những gì ta nói đều là sự thật được là vương thất này rộng lượng không tức mấy chuyện vặt vãnh này với các ngươi bây giờ thì hay rồi chẳng những không có công trong vụ án lại còn vu oan cho một người thật thà không phải chứ tôn tôn báo đâu sao hắn ta vẫn chưa về ta nói người nghe, cái tên tôn báo này chỉ có vóc dáng nhưng không có gan, gặp phải chuyện gì chỉ biết cầu khấn thần phật, không thể trông chờ gì được. Hôm nay trần thập nói con mèo đó biết viết chữ, chưa biết chừng tôn báo lại đi xem bói rồi. khác thuyền tìm kiếm nghĩ một đằng làm một nẻo, khỏe như trâu nhưng nhát như thỏ đế. đây cũng toàn là sự thật. linh miêu không được cắn người người bị chút thuốc mê rồi đừng sợ đừng sợ là ta đây linh miêu hai chúng ta còn cùng nhau đốt pháo hoa mà ngươi còn nhớ không được rồi được rồi cắn ta cũng không sao. Đừng sợ Linh Miêu, đừng sợ. Có thể né được lính gác cổng chu tước, còn có thể treo người lên trên cổng thành mà không phát ra tiếng động. Đại nhân, nói như vậy là yêu quái mèo giết người thật sao? Cho dù là ai giết người, chỉ cần phá được vụ kỳ án này để có cái mà ăn nói với triều đình thì cũng coi như lập công lớn rồi. Nhưng nếu không phá được thì cả đại lý tự này, bao gồm cả ta và ngươi, đều không gánh nổi đâu. Thế nên ngươi nhớ cho kỹ, một mèo một người, ngươi nhất định phải canh chừng cho cẩn thận, thiếu một thôi, ta sẽ hỏi tội ngươi. Vâng. Thiếu Khanh đại nhân yên tâm, ta đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện này, chuyện này. Ngài tỉnh rồi sao? Ngài là ai? Ta là người của Đại Lý tự, chỉ là xuất hiện hơi muộn thôi. Trước đây ngươi chưa từng gặp ta. Đại Lý tự? ta nhớ ra rồi. Trước đó ta đã ở đại lý tự mà. Hình như bọn họ còn nhốt ta lại. À đúng rồi. Sao ta lại ở đây? Linh Miêu đâu? Linh Miêu đâu rồi? Đừng có hét lên. Ngươi nói đến con mèo đó sao? Con mèo đó được ta thả đi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Ta sẽ tiếp nhận vụ án của ngươi. Cuối cùng đã đến lượt ta ra mặt. Ngươi tên là Trần Thập. Ta đúng vậy.